Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mở live stream trên TikTok cực kỳ là đơn giản bằng chính điện thoại của các bạn. Thì mọi người hãy cầm điện thoại của mình lên và làm theo hướng dẫn của Thành nhé. Ok, thì đầu tiên mọi người sẽ đăng nhập vào cái tài khoản TikTok của mọi người. Thì đây là cái tài khoản TikTok của em. Thì để chúng ta live stream trên TikTok thì mọi người sẽ ấn vào dấu cộng cho em. Ok, đấy thì mọi người có thể là quay 60 giây, 15 giây live hoặc là MV mọi người tạo ảnh nhé. Thì ở đây thì mọi người phát trực tiếp trên TikTok thì mọi người ấn vào live cho em. Ok, đấy thì mọi người có thể là ấn xoay mặt mặt trước này, đấy, xoay ảnh mặt trước này. Đấy, hoặc là làm đẹp này. Làm đẹp này. Đấy. Đó, ok không ạ? Ok, vậy để phát trực tiếp thì chúng ta ấn vào phát live này. Ok, nhưng mà nó hiển thị là đã bật chế độ hạn chế không thể bắt đầu phát trực tiếp được. Ok, thì vậy bây giờ chúng ta sẽ khắc phục nó như thế nào? Thì mọi người sẽ quay trở về cho em. Thì mọi người ấn vào cái phần ba dấu chấm ở góc phải trên cùng cho em nhé. Thì sau đó thì mọi người sẽ kéo xuống cho em. Mọi người vào cái phần hỗ trợ đây này, chỗ phần báo cáo vấn đề cho em. Đấy. Sau đó mọi người kéo xuống cho em. Mọi người ấn vào cái từ live cho em này. Đấy, sau đó là ấn vào xem live này. Mọi người có thể là xem cái vấn đề về âm thanh này. Đấy, ok rồi nhá. Đấy. Vấn đề về âm thanh hình ảnh trên live này. Wi-Fi này. Đấy. Ok. Đấy. Sau đó mọi người ấn cái phần khác cho em. Ok, bạn không thể tìm thấy vấn đề mà mình gặp phải, nhấn vào vẫn gặp sự cố bên dưới để cung cấp chi tiết và ảnh chụp màn hình về vấn đề cho chúng tôi. Vấn đề của bạn đã được xử lý chưa? Chưa thì ta ấn vào không nhé. Đấy, sau đó và ấn vào vẫn gặp sự cố này. Đấy, sau đó là mọi người ấn vào đây. Mọi người sẽ đây, em đã viết ra một cái chỗ Google dịch rồi. Đây. Tôi không thể phát trực tiếp được này, bạn vui lòng kích hoạt tùy chọn phát trực tiếp của tôi này, người hâm mộ của tôi rất thích xem tôi trực tiếp. Thì em để cái chữ tiếng Anh này ở dưới cái phần mô tả video nhé. Ok, tùy chọn phát trực tiếp của tôi này, người hâm mộ này. Đấy, em sẽ để cái tiếng Anh này ở dưới phần mô tả video cho mọi người nhé. Đấy, sau đó là chúng ta dán vào. Ok, sau đó là chọn cái này, ảnh này. Sau đó là chúng ta chọn đến một cái bức ảnh, hai cái bức ảnh này, một thôi đúng không? Đấy, ok. Đấy, rồi sau đó là chúng ta ấn vào phần báo cáo. Đấy, chúng ta gửi cho họ rồi. Đấy, như vậy là chúng ta chờ đợi cái phản hồi của TikTok thôi. Ok, là chúng ta có thể là phát live trực tiếp được rồi. Đấy. Chúng ta đợi phản hồi thôi nhé. Nó sẽ báo về Gmail cho chúng ta đấy. Ok. Đấy thì như vậy trong video ngày hôm nay thì em cũng hướng dẫn cho mọi người cách mở live stream trên TikTok bằng điện thoại và cách khắc phục tình trạng nếu như mà cái live stream của chúng ta không không mở được thì ta làm như thế nào. Ok,
thì mọi người thấy video này hay hữu ích thì mọi người hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của em để nhận những video mới nhất nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.